Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3101 Hai mắt địch văn khôi phục lại bình thường, anh ta phất phất tay, lập tức có người dẫn người đàn ông lôi thôi xuống để giải thích một số chuyện. Để thuận lợi có được Hoàng Phủ Nguyệt, anh ta phải an bài tất cả thật tốt. Địch văn xoa xoa huyệt Thái Dương, nói Yên Nhi, nhà họ Yên các người liên hợp cùng gia tộc Ivan ở phương Tây tiến hành nghiên. Cứu đến trình độ nào rồi? Yên Nhi hơi giật mình, nội dung nghiên cứu liên hợp là cơ mật đỉnh cấp của nhà họ yên cấm truyền ra ngoài sắc mặt địch phan hơi ảm đạm nói là ta lỡ lời nội dung nghiên cứu là cơ mật của nhà họ yên các người quả thật không thể nói cho một người ngoài như tôi biết được vẻ mặt yên nhi hoảng hốt vội vàng nói anh à không phải như vậy cô ta không chút do dự nói ra thứ mà nhà họ yên chúng tôi liên hợp cùng gia tộc ivan nghiên cứu là thuốc bất tử lập tức có thể tiến vào giai đoạn thí nghiệm sơ bộ Mấy ngày trước cô cả Ensa của gia tộc Ivan đi thiên ngoại thu thập một ít tài liệu, chờ cô ta trở về địa cầu, có thể tiến hành thí nghiệm sơ bộ. Ensa, ánh mắt địch văn khẽ động. Anh ta đương nhiên rất quen thuộc người phụ nữ trói mắt nhất phương Tây này, hiện giờ cô ta là cao thủ số một số hai Tây phương giáo đình, lại được giáo hoàng tín nhiệm, tương lai rất có thể đồng thời tiếp quản gia tộc Ivan cùng giáo đình, một người kiêm hai chức, điều này ở các đời giáo hoàng đều là có một không hai. Nếu như có thể nhét người phụ nữ như vậy vào hậu cung của mình, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của mình sau này. Địch Văn Khế nhướng mày, trong lòng cũng thở dài. Anh ta cũng từng tiếp xúc với Ensa, nhưng tinh thần lực của đối phương đã tiến vào cảnh giới cấp 8, so với anh ta vẫn mạnh hơn không ít, lúc ấy anh ta thiếu chút nữa đã bị Ensa mê hoặc, trở thành nô lệ của đối phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền Cảm giác này đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thầm than một tiếng đáng tiếc, lúc này Địch Văn mới đặt tâm tư ở chủ đề của cuộc nói chuyện này, trên mặt anh ta cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, nói các người thế mà lại đang nghiên cứu thuốc bất tử, loại thuốc này thật sự tồn tại sao? Về chuyện nhà họ Yên cùng gia tộc Ivan liên hợp nghiên cứu thuốc bất tử, anh ta đã sớm biết. Chỉ vì khách sáo, anh ta mới cố ý biểu hiện ra vẻ hoàn toàn không biết gì. Yên Nhi nói, nghiên cứu này đã bắt đầu từ lâu cuối cùng đã có bước đột phá trong thời gian gần đây. Tôi nghe bề trên trong tộc nói gia tộc Ivan sẽ phải người liên hệ thần bác sĩ trung ương ngân hà, đến lúc đó cùng nhau nghiên cứu. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Địch Văn, Yên Nhi đã nói tất cả những gì mình biết ra, cô ta cũng quên mất mình là người nhà họ Yên. Cô ta cũng quên mất nếu như để người khác biết những chuyện này thì nghiên cứu nhà họ Yên bọn họ sẽ bị tổn thất như thế nào. Nhìn Yên Nhi thao thao bất tuyệt nói, trên mặt địch văn lộ ra ý cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc. Một người phụ nữ không có đầu óc như cô, ngoan ngoãn bị tôi lợi dụng là được rồi. chương 3102 Ngày hôm sau, một tin tức xuất hiện ở Hoa Họ, người số một địa cầu năm đó Đường Tuấn đã bị thương nặng ở bên ngoài, được anh địch văn dòng dõi phi công cứu được, hiện giờ đã trở về Hoa Hạ. Tin tức này giống như đạn hạt nhân kích nổ, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, toàn bộ cao tầng các quốc gia địa cầu đều chấn động. Ngày hôm đó, các phương tiện truyền thông lớn đã nhận được một video cùng một lúc. Trong video là vẻ mặt tái nhật suy yếu của Đường Tuấn đang lên tiếng. Các vị bạn bè, xin chào mọi người, tôi là Đường Tuấn, tôi đã trở lại rồi. Hành trình của tôi đến Trung ương Ngân Hà lần này không thuận lợi, thiên kiêu cùng cường giả của Trung ương Ngân Hà nhiều lắm, so với họ, tôi vẫn còn có rất nhiều thiếu sót. Đương nhiên, lần này tôi cũng có thu hoạch, tôi sẽ chia sẻ những thu hoạch này với mọi người. Lần này tôi trở về mà bị thương năng, nhờ có anh địch cứu giúp, nên tôi tuyên bố, trong khoảng thời gian kế tiếp tôi dưỡng thương, tất cả sản nghiệp cùng thế lực dưới trướng của tôi đều do anh đây điều khiển. Chờ tôi dưỡng thương tốt, tôi sẽ nói cụ thể về thu hoạch trong chuyến đi này của tôi với mọi người. Video kết thúc ở đây. Hoàng Phủ Nguyệt, Lưu Tuệ và Hoa Tiểu Niếp cùng một đám phụ nữ khác đang tụ tập trong một gian phòng, bọn họ cũng vừa xem xong video này các người nghĩ sao hoàng phủ nguyệt nhìn màn hình không có tiếng động cô ấy không có xoay người mà là nhẹ giọng hỏi thật sự là anh đường nhưng anh ấy đã trở lại vì sao ngay cả chúng ta cũng không thấy đâu chẳng lẽ địch văn còn đáng để anh ta tín nhiệm hơn so với chúng ta sao hốc mắt hoa tiểu niếp hồng nhuận vẻ mặt có chút bất mãn đường lệ nhíu mày nói quyết định lần này của anh tôi quả thật có chút không đúng anh ấy tình nguyện tin tưởng dòng dõi phi công cũng không tin chúng ta hoàng phủ nguyệt khẽ thở dài nói các người không cảm thấy quá trùng hợp sao hơn nữa đường tuấn trong ấn tượng của hai người là loại người này sao hai câu hỏi liên tiếp được ném ra khiến một số cô gái rơi vào im lặng hoa tiểu niết do dự nói chị hoàng phủ chị nói anh đường bị nhốt nên anh ấy bất đắc dĩ mới nói ra những lời này hoàng phủ nguyệt cười khổ một tiếng Tu vi của Hoa Tiểu Niếp mặc dù là mạnh nhất trong vài người, nhưng tâm trí còn cần tôi luyện thêm. Nhưng mà cô ấy đã nhắc nhở, nói thêm cũng vô ích. Trên mặt cô ấy lộ ra một tia hung ác, thầm nghĩ, địch văn, không nghĩ tới anh ta sẽ dùng loại thủ đoạn này. Sau khi tin tức đường Tuấn trở về địa cầu bị truyền ra, Ensa còn ở thiên ngoại cũng nhận được tin tức này. Trên màn hình khổng lồ của phòng điều khiển chính trong phi thuyền, cũng phát ra tin tức này. Ensa xem xong, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, nói, người số một của địa cầu năm đó cũng quá yếu đi, vậy mà mới tu vi hợp thể cảnh, thật sự là một tên chiến ngũ cặn bá. chương 3103 Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đường Tuấn, nhưng càng nhìn cô ta càng cảm thấy quen thuộc. Chờ đã, chờ đã. Tên kia sao lại giống đường Tuấn như vậy? Nghĩ tới đây, cô ta nhìn về phía đường Tuấn đang ngồi trên ghế. Thực sự là rất giống chỉ là tu vi của tên này mạnh hơn nhiều so với chiến ngũ cặn bã đường tuấn kia, hơn nữa khí chất cũng không giống nhau. Cô ta cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra một chút khác biệt. Nghĩ tới đây, trong lòng Ensa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô ta do dự một chút, trên mặt nặn ra một nụ cười lấy lòng, nói, đại nhân, người này là người thân của anh sao? Đường Tuấn thu tầm mắt từ màn hình trở về, nói tôi không có người thân như vậy. Trong lòng Ensa buông lỏng, Đường Tuấn trên màn hình yếu như vậy, ngẫm lại cũng không thể là người thân của vị đại nhân này. Trong lòng cô ta khẽ động, hỏi, "Đại nhân, nên gọi anh là gì?" Đường Tuấn nói, "Tôi là Đường Tuấn." Ensa nghe vậy, chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn nở nụ cười, nói, "Đại nhân, anh thật sự biết đùa giỡn." Không thể không nói ấn tượng đầu tiên là rất đáng sợ, nếu như trước khi đoạn video này xuất hiện, Đường Tuấn nói ra tên mình, Ensa nhất định sẽ tin tưởng nhưng bây giờ, cô ta chỉ coi như một trò đùa. Ánh mắt đường Tuấn ngưng tụ, trên địa cầu lại xuất hiện một tên giả mạo mình, xem ra có vài người muốn mượn thân phận của mình làm chuyện. Anh hỏi, cô biết bao nhiêu về dòng dõi phi công? Ensa châm biếm một tiếng, nói thực lực của dòng dõi phi công ở trong cổ phái hoa hạ miễn cưỡng xem như trung bình, nội tình cũng có, đáng tiếc xuất hiện một địch văn cuồng vọng tự đại, dòng dõi này sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay anh ta, Lúc trước anh ta muốn theo đuổi tôi, kết quả bị tôi dùng tinh thần làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa đã quỳ trên mặt đất. Đường Tuấn nói, xem ra thực lực dòng dõi phi công không được tốt lắm. Ensa nói, không thể nói như vậy. Hiện giờ dòng dõi phi công rất thân thiết với người của Thiên Đình, giống như dự tính nạp vào trong đội ngũ của Thiên Đình vậy. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm. Hiện giờ ba thế lực lớn nhất Hoa Hạ lần lượt là Thiên Đình, Thánh Địa giao trì và Tu Di Sơn, đều là cổ phái trong truyền thuyết có được nội tình cùng thực lực vô cùng mạnh. Dựa theo tư liệu Ensa đưa ra, ba thế lực lớn đều có cường giả có thể so sánh với cảnh giới thần quân tỏa chấn. Những cổ phái này có thực lực như bây giờ tuyệt đối đã yên lặng mấy vạn năm, nhưng lại dùng một loại tư thái siêu nhiên nhìn xuống xem sự thay đổi của địa cầu. Nếu như các người chỉ muốn đạt được chỗ tốt, không muốn gánh vác trách nhiệm tương ứng, vậy đừng trách tôi. Trong mắt đường Tuấn phát ra một trận lãnh ý. chương 3104, Ngày hôm sau Đường Tuấn giả trở về địa cầu, Đường Tuấn cũng cưỡi phi thuyền của gia tộc Ensa đến Châu U. Với thiết bị trên phi thuyền, anh dễ dàng tránh được rất nhiều radar điều tra, Lặng Yên không một tiếng động dừng ở trên một tòa lâu đài cổ. Ở phía trước lâu đài, một đám đông đang chờ đợi. Một người phụ nữ già nua, trên người mặc các loại trang sức quý giá, thoạt nhìn sang trọng bức người. Ở phía sau người phụ nữ già, lại là hơn 10 cường giả, trên người họ tản mát ra khí tức mạnh mẽ những người này chính là dòng chính của cả gia tộc Ivan, người phụ nữ già là người nắm quyền của gia tộc Ivan hiện giờ. Bà già nhìn vào con tàu trên đầu, trầm giọng hỏi, chuẩn bị như thế nào? Một người đàn ông trung niên trả lời, đều sắp xếp tốt, âm thầm sắp xếp 13 vị huấn luyện viên động hư cảnh, thích khách cùng thần xạ thủ, hơn nữa toàn bộ tinh nhuệ của gia tộc Ivan chúng ta, chỉ cần người nọ vừa xuất hiện, trong nháy mắt chúng ta có thể trấn áp anh ta. Bà già gật đầu, khen ngợi, rất tốt. Tuy rằng lần này Ensa bị bắt, khiến cho mục đích lần này thất bại, nhưng có thể bắt được một người tu hành thiên ngoại lợi hại như vậy, coi như là thu hoạch không tồi. Tương lai chờ Ensa trở thành giáo hoàng, người này có thể trở thành cánh tay phải trung thành nhất của Ensa. Lúc này, trong phi thuyền, vẻ mặt Ensa cung kính, thậm chí nửa khom lưng, lộ ra hai đường cong vô cùng miên người, làm ra một động tác mời, nói, đại nhân, xuống thuyền di. Trong quá trình bay trở về, Cô ta đã dùng phương thức mật mã thông báo chuyện xảy ra ngoài ý muốn lần này cho gia tộc Ivan, nói vậy trong tộc đã làm tốt đối sách ứng phó. Chỉ cần vừa ra khỏi phi thuyền, nghênh đón Đường Tuấn, sẽ là công kích vô cùng đáng sợ. Đường Tuấn nhìn cô ta một cái, bước chân không ngừng đi ra ngoài, đồng thời vừa nói en sa, trên đường trở về, cô dùng hình thức mật mã giao tiếp với trong tộc 13 lần, cô cho rằng tôi không biết sao. Tôi sẽ cho cô một cơ hội để loại bỏ những người bên ngoài nếu không hậu quả sẽ tự chiêu. Ensa nghe vậy, trong lòng nhảy dựng lên, bởi vì cô đích thật là đã liên lạc với gia tộc 13 lần, vốn tưởng rằng đã làm rất bí ẩn, nhưng không nghĩ tới đường Tuấn vẫn phát hiện ra. Cho dù phát hiện thì thế nào? Thực lực của gia tộc Ivan tôi chắc chắn không phải cá nhân có thể ngăn cản. Tuy rằng trong lòng Ensa rất bất an, nhưng cô ta càng tin tưởng thực lực của gia tộc mình hơn. Chỉ trong lúc do so dự như vậy, đường Tuấn đi ra khỏi phi thuyền ra tay. Bà già ở phía trước lâu đài cổ hét lên. Xeo xeo xeo. Xung quanh có một âm thanh không khí vang lên, ngay sau đó hơn 10 bóng người hiện ra từ bốn phía lâu đài cổ. Trong đó có thần xạ thủ cầm cung tên phương đông trong tay, mũi tên sắc bén chỉ thẳng đường tuấn, ngoại trừ thần xạ thủ ra, còn có một ít thích khách ẩn nấp trong hư không cùng chiến sĩ cầm cự kiếm trong tay. chương 3105 Bất luận là người nào, khí tức bày ra đều đạt tới động hư cảnh thực lực của gia tộc Ivan có thể thấy được một ít. Ensa đứng ở cửa lối vào phi thuyền, nhìn Đường Tuấn phía dưới bị đông đảo cường giả vây quanh, trên mặt quyến rũ lộ ra một ý cười. Loại tình huống này, trừ phi thực lực Đường Tuấn có thể sánh với giáo hoàng, nếu không hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Anh quá cuồng ngạo. Ensa lắc đầu, cô ta rơi xuống từ không trung và đi đến bên cạnh bà già. Cô làm rất tốt, chuyện còn lại giao cho tôi là được bà già không tiếc lời khen ngợi en sa người thiên ngoại bó tay chịu trói còn có một con đường sống nếu không sẽ giết chết anh ở đây giọng nói bà già vang vọng như chuông lớn hiển nhiên cũng là người tu hành có tu vi cao thâm đường tuấn thần niệm càn quét bốn phía cười nói tám sơ kỳ của động hư cảnh năm động hư cảnh trung kỳ hai động hư cảnh hậu kỳ anh nhìn về phía bà lão nói hơn nữa bà là đỉnh phong của động hư cảnh sau đó anh lắc đầu và nói, không đáng chú ý. Người thiên ngoại, anh đừng quá cuồng vọng. Sắc mặt bà già trông khó coi và quát lên, Ensa, cô lùi sang một bên trước để xem chúng tôi xử lý anh ta như thế nào. Ensa gật đầu, lùi sang một bên. Cô ta nhìn về phía Đường Tuấn đang đứng trên không trung, ánh mắt hơi rung động, trong lòng hiện ra một chút bất an. Nếu như cô ta đánh giá sai thực lực của Đường Tuấn thì làm sao bây giờ? Ầm ầm Trận chiến nổ ra. Bà già dẫn đầu ra tay, thân thể già nua của bà ta bỗng nhiên trẻ hơn mấy chục tuổi, biến thành một người phụ nữ có dáng vẻ ung dung chừng 30 tuổi, dung mạo tuyệt sắc không thua kém Ensa. Trong tay bà ta nắm một cây pháp trượng, pháp trượng vung lên, trời đất trở nên trói mắt, một luồng khí tức thần thánh lạnh lẽo tràn ngập ở nơi này. Ma pháp thần thánh. Biểu cảm của Ensa hơi thay đổi. Ma pháp thần thánh là thuật pháp mạnh cùng đẳng cấp với thánh lực quang minh của giáo hoàng có thể dễ dàng san bằng một ngọn núi cao mấy ngàn mét. Từ điển tịch trong tộc cô ta từng nhìn thấy qua, mà pháp thần thánh là xuất phát từ tộc tinh linh của trung ương ngân hà. Thanh kiếm thần thánh, người phụ nữ duyên dáng sang trọng khế quát một tiếng, trong tay có nhiều hơn một thanh kiếm do thần thánh chi lực tạo thành. Chương 3106. Bà ta nhẹ nhàng dậm chân một cái, thân hình phóng lên trời, dung nhan tuyệt mỹ kia tràn ngập sát khí, từ khi đại thế mở ra tới nay tôi vận dụng thanh kiếm thần thánh 8 lần, giết 8 vị tu hành động hư cảnh Việt đỉnh, anh sẽ là vị thứ 9. Trong lúc nói chuyện, bà ta nhẹ nhàng vẽ một cái, ánh sáng vô cùng trói mắt chiếu dọi cả bầu trời. Mặc dù thần thánh chi lực không phải quang minh chi lực, nhưng đồng thời cũng có bộ phận thuộc tính quang minh. Ensa và các thành viên khác của gia tộc Ivan đồng thời nheo mắt lại, khuôn mặt đầy biểu hiện kinh hãi. Một kiếm này đi xuống, anh không chết cũng bị thương nặng. Ensa nghĩ trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Ánh sáng trên bầu trời nhanh chóng tan đi, tầm mắt trước mắt khôi phục bình thường. Ensa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó toàn thân cứng đờ, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt. Các thành viên khác của gia tộc Ivan cũng gần như có biểu cảm giống nhau. Ban đầu trên người bà lão đeo các loại trang sức, nhưng lúc này tất cả những trang sức đều bị nghiền nát, hóa thành mảnh vụn từ trên người bà ta trượt xuống. Những đồ trang sức này không phải là đồ trang sức thực sự, nhưng pháp khí mạnh mẽ. Lúc này, tất cả pháp khí toàn bộ đều bị đánh nát, đây phải mạnh đến cỡ nào? Ngực bà lão có thêm một cái lỗ máu, xuyên thủng thân thể bà ta, máu tươi chậm rãi chảy ra, từng chút từng chút khuếch tán ra trên thân thể bà ta. Ngoại trừ bà lão ra, 15 người tu hành động hư cảnh chiến lực khác, giờ phút này toàn bộ từ không trung rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, phát ra từng đợt âm thanh trầm thấp. Ở đối diện bà lão, Đường Tuấn chậm rãi thu hồi một ngón tay. Đồng tử Ensa co rụt lại, chẳng lẽ đối mặt với loại công kích khủng bố tuyệt luân vừa rồi, anh chỉ dùng một ngón tay sao? Một ngón tay đã đánh bại chiến lực mạnh nhất của gia tộc Ivan cùng 15 vị tu hành động hư cảnh, đây mới là thực lực thực sự của anh sao? Không thể tin được, trong lòng Ensa nổi lên sóng to gió lớn. Đường Tuấn lắc đầu, cười nhạo nói, tôi đã nói rồi, các người còn chưa đủ nhìn bà lão nhẹ nhàng ho khan, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, run giọng nói, không thể nào. Đường Tuấn lạnh lùng nói, không có gì là không thể. Anh quét mắt qua bà lão cùng gia tộc Ivan phía dưới, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng, sống hay chết, tự mình lựa chọn đi. Đường Tuấn muốn thành lập một thế lực thuộc về mình trên địa cầu, vậy nhất định phải chỉnh đốn những thế lực khác. Bất kể là cái gì 12 chủ thần Tây Phương, Thiên Đình, Giao Trì, Tu Di Cung, tất cả đều đánh ngã là được. Vẻ mặt bà lão dùng mình, bà ta đã biết đến thời khắc sinh tử tồn vong của gia tộc Ivan rồi. Chương 3107. Bà ta tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn lại có thể so sánh với giáo hoàng cùng 12 chủ thần, thế cho nên làm cho gia tộc rơi vào tình cảnh bị động như vậy. Hối hận đã không kịp, bà lão cười khổ một tiếng, nói, "Gia tộc Ivan tôi nguyện ý nghe lệnh đại nhân." Đường Tuấn nói, "Được." Ensa bay lên, biểu cảm trên mặt lộ ra bi thương, nói với bà lão, bà nội, tám người sơ kỳ của động hư cảnh đều đã chết, bảy người khác bị thương nặng. Bà lão nghe vậy, trong lòng run lên. Trong mắt hai người đều hiện ra vẻ oán hận, tám người này không chỉ là người của gia tộc Ivan, còn có mấy người là tinh nhuệ của giáo đình. Một khi giáo hoàng truy vấn, gia tộc Ivan khó thoát tội. Càng đừng nói gia tộc Ivan tích lũy nội tình mấy vạn năm mới bồi dưỡng ra mấy cường giả như vậy, thoáng cái đã chết gần một nửa, làm sao có thể không đau lòng. Đường Tuấn Hừ lạnh một tiếng, nói Ensa, tôi đã cho cô một cơ hội, là cô không nắm chắc. Ensa nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, cô ta nhớ tới lời Đường Tuấn nói lúc trước, trong lòng không khỏi sinh ra hối hận. Trong nháy mắt, siêu cấp gia tộc Ivan phương Tây đã đổi. Bà lão rất nhanh đã thu hồi tư thái cô đơn, ngữ khí mang theo vài phần cung kính, đại nhân đi du lịch mệt nhọc, nói vậy vất vả rồi trước tiên tôi sẽ sắp xếp cho anh chỗ nghỉ ngơi. Chờ sắp xếp người dẫn đường Tuấn đi nghỉ ngơi, Ensa cùng bà lão đứng ở trước lâu đài cổ, nhìn tám đồng bạn đã chết kia bị khiêng đi, hai người đều không nói một lời. Ensa nắm chặt tay, mỗi cắn chặt. Tuy rằng cô ta có thể tùy ý vứt bỏ hai nô lệ bị mình khống chế, nhưng đối mặt với loại chết chóc này, cô ta vẫn không cách nào tiếp nhận được. Bà nội, chuyện này nhất định phải nói cho giáo hoàng. Ensa trầm giọng. Gia tộc Ivan là gia tộc mạnh nhất trực thuộc giáo đình, có thể nói cùng tồn vong với giáo đình. Lần này gia tộc Ivan phát sinh biến động lớn như vậy, muốn cứu vãn xu hướng suy sụp này, nhất định phải dựa vào vị trí cường giả giáo hoàng này. Giáo hoàng đang bế quan, 12 chủ thần đại nhân khác hiện giờ cũng vội vàng tu luyện, nhất thời chỉ sợ không xuất thân được. Nhưng mà vẫn phải bẩm báo lên. Ánh mắt bà lão lạnh lẽo, nói: "Vinh nhục của gia tộc Ivan chúng ta là chuyện nhỏ." nhưng tôi lo lắng đột nhiên xuất hiện một kẻ thù mạnh mẽ như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đến thế cục phương đông tây kế tiếp. Thời đại tu hành ở địa cầu đã mở ra, ai có thể trở thành bá chủ địa cầu sẽ đạt được số mệnh gia thân, trong tương lai tình thế hỗn loạn lâu dài sẽ đạt được ưu thế. Ensa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện giờ thế cục địa cầu chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung, các châu lục đều xuất hiện cổ phái cùng người tu hành mạnh mẽ, bọn họ đều đang âm thầm tranh đấu, muốn trở thành thế lực xưng bá. Bà lão trầm ngâm nói, người thiên ngoại đều không coi ai ra gì, mấy ngày nay cô đã đi theo bên cạnh anh ta, tâng bốc anh ta nhiều một chút, để cho anh ta đắc ý một khoảng thời gian. chương 3108 Chờ giáo hoàng cùng 12 chủ thần rút ra thời gian, đương nhiên sẽ đối phó anh ta. Ensa gật đầu, đây cũng là kế hoãn binh ban đầu của cô ta. Bên trong lâu đài cổ, đường Tuấn ngồi, bà nhuệ lão cùng Ensa, cùng với đông đảo tinh nhuệ của gia tộc Ivan đứng trước người anh. Hỗn chiến sao? Đường Tuấn nhìn các loại tình báo thu thập được của gia tộc Ivan trong tay, nhíu mày. Hiện giờ địa cầu, các châu lục và các quốc gia đều đang tranh đấu, mà hoàn toàn không biết một nguy cơ lớn đã đến. Đúng lúc này, có một người vội vàng bước vào nói với lão phu nhân, tộc trưởng, Yên Nhi và địch phan của Hoa Hạ muốn gặp cô Ensa. Sắc mặt Ensa thay đổi, cô ta cười lạnh nói, ngay khi chân trước của tôi trở về, cô ta đã dẫn người đến đây, đến rất nhanh. Mặc dù gia tộc Y vạn và Yên gia hợp tác cùng nghiên cứu dự án thuốc bất tử, nhưng Ensa không có nhiều tình cảm với Yên Nhi, vì theo cô ta, mắt nhìn đàn ông của Yên Nhi quá tệ. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Ensa thở dài một hơi, ánh mắt cô ta nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt nhìn đàn ông của mình giống như cũng không có gì đặc biệt. Bà lão sắc mặt hơi tối sầm lại, nói, "Không thấy." Bà ta không muốn người ngoài nhìn thấy tình trạng hiện tại của gia tộc Y vạn. Đường Tuấn đột nhiên nói, gặp một lần. Trong một đại sảnh khác trong lâu đài cổ, Yên Nhi và Địch Văn đang ngồi uống trà. Địch Văn nhìn những thị vệ xung quanh với vẻ buồn bã trên lông mày, không khỏi có chút khó hiểu, chẳng lẽ gia tộc Y vạn có người quan trọng nào đó qua đời? Chẳng lẽ là lão phu nhân nắm quyền kia? Ngay khi anh ta đang vô cùng bối rối, Ensa, lão phu nhân và một thanh niên hình dáng bình thường từ bên ngoài đại sảnh bước vào. Địch Văn và Yên Nhi đứng dậy và cúi chào Ensa và lão phu nhân. Ánh mắt Địch Văn nhìn về phía chàng thanh yên trai trẻ kia. Nhìn mặt, anh ta là người hoa hạ, nhưng dung mạo quá mức bình thường, thuộc loại ném vào trong đám người sẽ không để người ta liếc nhìn lần thứ hai, cũng không có khí thức của một người tu luyện. Ensa hỏi, Yên Nhi, tôi nhớ rằng người chịu trách nhiệm giao tiếp với chúng tôi không phải là cô. Cô ta cũng âm thầm đánh giá Đường Tuấn, không hiểu vì sao người tu luyện mạnh mẽ từ thế giới bên ngoài này lại thực sự thay đổi diện mạo, giống như không muốn để Địch Văn và Yên Nhi nhìn thấy bộ dạng ban đầu của mình. Nhưng cô ta cũng không dám hỏi quá nhiều, gia tộc Y Vạn của ngày hôm nay giống như con kiến cắn vào tay đối phương. Yên Nhi nói, tôi tới đây không phải để hỏi thăm tiến độ nghiên cứu, mà là muốn giới thiệu tiểu công gia. Chương 3109. Nói xong, cô ta tự giác lui về phía sau Địch Văn. Ensa cười nhạo nói, địch văn, lần trước anh suýt nữa bị tinh thần của tôi nô dịch, vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Địch văn cười nhẹ, giống như không bị nói chúng chỗ yếu, nói cô Ensa thật thích nói đùa, một lần nữa tôi xin lỗi cô về những gì đã xảy ra lần trước. Địch văn nghiêm trang thực hành nghi thức phương Tây, trông có vẻ chân thành. Ensa nói, nói đi, anh tìm tôi là có chuyện gì? Địch Văn đưa ra một tờ thiếp mời và nói, chắc hẳn cô Ensa đã biết về việc tôi đã giải cứu người đầu tiên trên trái đất từ bên ngoài bầu trời. Lần này tôi đến đây mặt cho Ngài Đường Tuấn. Ba ngày sau, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Hoa Hạ. Ngài Đường Tuấn sẽ có mặt tại thời điểm đó để chia sẻ với mọi người những gì anh ấy đã thu được từ lúc lưu lạc ở vũ trụ tinh hải. Tiếp theo tôi sẽ mời đại diện của những ngôi trường cổ kính khác, gia tộc Y Vạn là điểm dừng chân đầu tiên của tôi. Ensa nhận lấy thiệp mời, nhìn cũng không nhìn, châm chọc nói, Địch Phân, e rằng anh muốn lợi dụng Đường Tuấn này để đạt được điều gì đó. Địch Phân cười mà không nói lời nào, nói, đến lúc đó cô Ensa tự nhiên sẽ biết. Tôi sẽ đợi cô Ensa đến Hoa Hạ. Ensa vốn dĩ muốn từ chối, một tên người đầu tiên trên trái đất mới đến hộ thể cảnh sơ kỳ thì có thể chia sẻ được cái gì? Nhưng giọng nói của Đường Tuấn đột nhiên vang lên trong đầu cô ta, đáp ứng anh ta. Sau khi Địch Văn và Yên Nhi rời đi, Ensa kính cẩn đưa thiệp mời cho Đường Tuấn và nói: "Đại nhân, tại sao ngài lại đồng ý?" Với tu vi và thực lực của ngài, căn bản không cần nhìn thấy người đầu tiên trên trái đất này. Tùy tiện xuất ra một người trong gia tộc Y vạn của tôi cũng có thể hạ gục anh ta." Cô ta nháy mắt như tơ, như sắp hóa thành một dòng nước suối, nói: "Đại nhân, nếu ngài có thời gian thì ngài chỉ điểm tu vi cho người ta một chút." Lão phu nhân còn nói, En nói đúng, đường tuấn này là chiến ngũ cha, không cần đại nhân hao tâm tổn trí. Đại nhân đến từ thế giới bên ngoài, chắc hẳn còn rất xa lạ với trái đất, sao không để En đi dạo cùng ngài. Đường Tuấn lạnh lùng nói, không nên dùng thủ đoạn này với tôi. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói, ở trong mắt tôi, các người cũng giống chiến ngũ cha. Ensa và lão phu nhân đều sửng sốt, mặc dù lời này không sau, việc so sánh họ với những phế vật người đầu tiên trên trái đất quả thực là làm họ bẽ mặt. Có phải vì hai người lớn lên giống nhau nên mới bênh vực Đường Tuấn? Chuẩn bị một chút, tôi đi hoa hạ. Đường Tuấn nhìn lão phu nhân đầy ẩn ý nói, đương nhiên, nếu bà có thể mời giáo hoàng hoặc thập nhị chủ thần đến ngăn cản tôi, có thể thử một lần. chương 3110 Không dám, lão phu nhân vội vàng nói. Rời khỏi lâu đài cổ, Yên Nhi và En Sa ngồi trên lưng một con dị thú thần tuấn phi phàm, nhìn không ra giống gì. Yên Nhi vỗ dưới thân dị thú cười nói, tiểu công gia nghề một thần thông càng ngày càng tinh xảo, lại có thể tạo ra dị thú như vậy, về mặt thực lực e rằng không thua kém các người tu luyện ở động hư cảnh Hậu Kỳ. Trên mặt Địch Văn không giấu giếm vẻ tự hào, nói, đây là lẽ đương nhiên. Tổ tiên của chúng ta dòng không tấn công đã am hiểm loại thần thông này. Bây giờ, sau hàng vạn năm phát triển, Chúng đã đạt đến trạng thái không thể tưởng tượng được. Yên Nhi đột nhiên nói, "Tiểu công gia, lúc trước anh nhờ người đóng giả Đường Tuấn, không phải muốn giết chết anh ta sao, để khiến cô gái Hoàng Phủ Ngọc kia phải từ bỏ sao? Làm sao bây giờ lại có thể đột nhiên tổ chức một bữa tiệc như vậy, đây không phải là cơ hội để cho thanh danh tên phế vật kia càng ngày càng cao sao?" Địch Văn khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nói cao hơn nữa không phải rất tốt sao? Như vậy anh ta sẽ ngã đau hơn người phụ nữ hoàng phủ ngọc này rất thông minh dường như đã phát hiện ra đường tuấn này là giả nhưng không quan trọng cô ấy nhận ra những người khác không thể nhận ra kẻ địch bị đường tuấn chèn ép hồi đó cũng không nhìn ra được vừa mới trở về chỉ có từng đấy tu vi này tôi mới dám tổ chức toàn cầu tụ hội làm thế nào những người đó có thể để cho anh ta đi đến lúc đó trước mặt vô số người thể diện của người đầu tiên trên thế giới sẽ người ta hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân tôi xem Hoàng Phủ Ngọc còn có thể dừng dưng như thế nữa hay không. Yên Nhi cười nói, tiểu công gia thật là có dụng ý, nếu bị bức bách như thế này, đám người Hoàng Phủ Ngọc sẽ phải ra mặt. Đến khi đường Tuấn bị mọi người chèn ép không còn đường, tiểu công gia lại ra mặt. Đến lúc đó, tiểu công gia sẽ tiến tới thuận lợi tiếp quản mọi việc của anh ta, chỉ sợ rằng lúc đó sẽ cảm động rơi nước mắt đối với tiểu công gia. Ngày hôm nay, Địch Văn và Yên Nhi đã đi đến hầu hết các môn phái cổ xưa trên khắp thế giới, đưa thiệp mời đến các môn phái cổ xưa này bao gồm cả những kẻ thù đã bị đường niêu đánh bại hồi đó một tiểu quỷ hợp thể cảnh anh ta còn tưởng rằng mình là người đầu tiên đệ nhất thiên hạ sao phải báo thù cho những người anh em và thầy của tôi quả thực là làm trò cười cho người trong nghề phát sóng trực tiếp trước toàn cầu có phải là mất mặt không nhiều nhận xét khác nhau xuất hiện tràn ngập trên internet audio điện tử võ tấn bền